con số 15 được trở đến quảng trường Times, tin từ New York. Chương trình đếm ngược để chào mừng đón năm mới trong đêm giao thừa tại quảng trường Times đã được bắt đầu vào ngày thứ ba vừa qua. Những con số mới vốn sẽ đứng trên đỉnh của One Times Square đã đi ngang qua dòng xe cộ đông đảo của New York trên một chiếc xe tải hở mùi. Một khi được lắp đặt và bật công tắc đèn, hàng chục bóng đèn LED sẽ chiếu lên cho thấy một màu trắng chói sáng lung linh đồng hồ đếm ngược thời gian lắp đặt ở quảng trường Times nhằm để điểm từng phút trước khi chạm tới thời khắc giao thừa của năm mới. Tim Tompkins, đại diện ban quản lý của quảng trường Times cho biết, từ giờ cho tới thời điểm bắt đầu năm mới còn 15 ngày nữa, thì việc đặt đồng hồ đếm ngược là một quá trình chuẩn bị không thể thiếu trong những nghi lễ đón mừng năm mới của người dân New York. Mọi người bắt đầu việc này và nhớ lại một năm đã qua, cầu xin thượng đế phù hộ cho thế giới, cho nước Hoa Kỳ, cho thành phố New York một năm tốt lành. Theo kế hoạch thì ban tổ chức phải mất vài ngày, những con số cao 2.1 m sẽ được đặt bên cạnh số 2 và số 0 và chờ đợi thời điểm để đếm ngược trong đêm giao thừa vào ngày 31 tháng 12. Đây là nơi được biết đến với những sự kiện đón chào năm mới cùng với những màn trình diễn ấn tượng nhất đối với người dân trên khắp xứ sở Hoa Kỳ.